Xin giới thiệu với quý vị khán giả cùng toàn thể các bạn. Đây là công trình Casino Đồ Sơn. Công trình này được xây thì cũng tương đối lâu rồi. Thì nó có hạn sử dụng nhất định thôi. Thì cái cơ sở mới của nó là đã được xây dựng ở phía dưới thung lũng kia. Còn cái cơ sở này thì đóng cửa cũng có lẽ là tầm chục năm nay rồi. Một nơi được mệnh danh là đánh bạc hợp pháp của Việt Nam, khu vực miền Bắc. Ngày xưa thì để vào đây được vào đây thì cần rất nhiều tiền. Có nhiều tiền, có đủ bản lĩnh thì mới vào chơi được. Một công trình biểu tượng của Đồ Sơn những năm 890, bây giờ thì bị bỏ hoang tàn hoang phế như thế này. Phí cho một khu đất vàng, giá như ở đây được mọc lên một cái khách sạn 10 tầng thì mình đảm bảo rằng là cái view của cái khu casino này nhìn ra tứ phía trên bán đảo, trên cái khu vực du lịch Đồ Sơn này thì là tuyệt vời luôn. Đằng xa xa kia là đang là một hòn đảo nhân tạo nữa. Biểu tượng của Đồ Sơn giờ là đã là thành một khu hoang phế rồi, thậm chí còn không có người trông coi. Huyền thoại và sự thật về Casino Đồ Sơn. Tròn von nằm ở mỏm cuối cùng của dãy núi Chín Ngọn, được ví như chín con rồng trầu ra biển của bán đảo Đồ Sơn. Tòa lâu đài vạn hoa, nay là Casino Đồ Sơn, là công trình của một cô gái Hải Phòng quê mùa hồi những năm 20 thế kỷ 19. Người ta nói rằng cô gái ấy trúng xổ số Đông Dương do chính quyền thuộc Pháp phát hành. Món tiền quá lớn, không biết để làm gì, cô mua đất và xây lên tòa lâu đài phong cách châu Âu thời phục hưng đẹp đẽ này. Đi vào hoạt động từ năm 1995, Casino Đồ Sơn đã để lại trong dân gian nhiều giai thoại. Một trong những giai thoại ấy mang tên Tăng Phát Bảo, quốc tịch Mỹ, gốc Hoa. Con người tên tuổi gắn liền với một vụ buôn bán quota hàng dệt may và đang bị tạm giam ngày nay. Từng tham gia hội đồng quản trị của một casino tận Las Vegas trước khi là ông chủ của Casino Đồ Sơn. Vụ vỡ quota vỡ ra cuối năm 2004, nhưng trước đó gần chục năm thì ở Hải Phòng, nếu nói ai lắm tiền mà là lắm tiền theo nghĩa bất chính thì người ta ví kẻ đó như với Tăng Phát Bảo. Người ta lại đồn đoán nhau rằng chỉ những người nước ngoài mới được vào sòng bạc, bước chân của người Việt Nam dừng lại ở trước cánh cửa 5 lần 7 lượt bảo vệ, nhưng miệng lưỡi và trí tưởng tượng của họ thì trăm đường vạn nẻo. Nào là nếu đánh bạc thua, casino sẽ có xe đưa về tận khách sạn. Nếu đánh thắng, nhiều tiền, xe cũng đưa về tận nơi, kèm theo bảo vệ để giúp giữ tiền. Rồi thì chuyện năm 1998, có một khách du lịch không rõ từ Trung Quốc hay Hồng Kông vào đánh bài trong một đêm. Ông này thắng liên tục từ vài chục nghìn rồi đến luôn hơn 400.000 USD. Vị giám đốc khách sạn đang ngủ bỗng bị nhân viên dựng dậy để đi ngân hàng rút tiền mặt về thanh toán vì kho tiền sắp sửa hết đến nơi. Nhưng khi tiền trở về đến cửa casino thì nhân viên thu ngân lại thở phào, báo cáo sếp rằng khách đã thua và tiền mặt đã trở lại két casino hết rồi. Năm 1999, một bà Việt Kiều Mỹ về thăm quê hương, nhân dịp đầu xuân ra đền Bà Đế thắp hương, tiện thể vào casino đánh vài ván. Chỉ sau một ngày, bà đã bỏ túi cả 100.000 đô la. Bà tuyên bố nếu cứ đà này, bà sẽ mua luôn casino. Nhưng hôm sau dây đen, bà thua liền đến khi chơi túi,
Casino phải đánh xe đưa bà về quê ở Thủy Nguyên, một huyện ở Hải Phòng vốn rất nhiều Việt kiều vì nơi đây từng là rốn của phong trào vượt biên hơn 20 năm trước. Cho đến quy luật ngầm và sự nghiêm ngặt của casino. Trước năm 2000, khi quốc lộ 5 mới chưa hoàn thành, việc khách nước ngoài thuê máy bay trực thăng từ Hà Nội xuống Đồ Sơn đánh bài không phải là hiếm, hoặc từ Sài Gòn, khách chơi gọi điện để casino đưa xe ra tận sân bay để đón. Nhưng thực tế, chuyện đón đưa khách đến chơi, thắng hoặc thua bạc trở về không phải là lạ. Đó đơn giản chỉ là một thứ văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi, ông Trần Phương An, Phó Tổng Giám đốc Người Việt Nam nói. Ở Hải Phòng, sự cẩn mật của casino có lẽ chỉ còn kém với trại giam của ngành công an. Ngay từ lối đi vào, các trạm gác đã mọc lên rải rác, không cần đếm cũng thấy ngay đến 3-4 lớp bảo vệ cho đến trước cửa kiểm soát. Tại đây có những tấm biển rất dễ thấy, không nhận người dưới 18 tuổi, không mang theo máy ảnh, không quay phim, không mang theo túi sách hoặc các vật lạ. Vậy các ông có tính đến chuyện sòng bài bị cướp không? Tôi hỏi. Không loại trừ, nhưng các bạn biết, tội phạm ở Việt Nam chưa thể có những phương tiện hiện đại như máy bay hay tàu ngầm để có thể tấn công sòng bạc. Cộng với sự giúp đỡ của công an, không lo chuyện bị cướp như kiểu trong phim Hollywood. 10 năm hoạt động, chưa có sự cố mất an ninh nào, công an nói. Thực tế, việc đánh bạc trong casino Đồ Sơn như thế nào? Theo Tiễn Trí Kiên, người Việt gốc Hoa, công thần của casino từ ngày đầu thành lập, phần lớn là các trò là slot machine. Người đánh với máy, bỏ các đồng sàng vào khe này, giật cái tay quay kia là xong. Các loại hình khác thì dùng chip. Chip là những miếng nhựa tròn đặc biệt, in hoa văn và có mệnh giá khác nhau. Trong casino không dùng tiền mặt, tiền phải đổi ra sàng hoặc chip. Việc thắng bạc hoặc đánh không hết, khách đổi sàng, chip để lấy lại tiền mặt. Mệnh giá lớn nhất của các đồng chip trong casino Đồ Sơn lên đến 5.000 USD, nhỏ nhất thì chỉ 1 USD. Không có chuyện khách sát phạt nhau mà là khách đánh bạc với công ty. Trong căn phòng rộng có đến cả sào bắc bộ, có 8 chiếc bàn màu xanh, đó là các môn chơi Baccarat, Blackjack, Zulut, Bixmore. Tất cả là trên nguyên tắc may mắn hoặc không may mắn, không thể có chuyện lừa bịp ở đây. Cầm càng các bài chơi là chủ cái, họ là các chàng trai, cô gái người Việt Nam đang thon thoát cầm những chiếc sẻng như chiếc bay của thợ nề để hot chip. Tài năng và tay nghề của các chủ cái có thể nhận biết được một phần qua cách chia bài, thu tiền của họ. Tuyệt đối không được gian lận, không được sai hỏng. Casino có camera theo dõi tất cả các bàn. Ngoài ra, chúng tôi có các floorman là các ông người nước ngoài mặc áo đỏ ngồi trên các ghế cao kia kiểm soát. Hơi tiếc là chúng tôi không được gặp bà Kla Chan, tổng giám đốc. Nhiều người nói rằng đó là một phụ nữ tài năng, có phong cách làm việc quyết đoán nhưng độ lượng và rất nhiều tình người. Bà chủ gốc Hoa này còn là một phụ nữ xuân sắc và rất kén chồng. Casino hơi vắng, chỉ có khoảng 50 người châu Á trung tuổi, có vẻ là những người gốc Việt đang chơi mấy trò Zulit, Baccarat, và làm tôi hơi ngỡ ngàng về các chương trình làm từ thiện một cách rất vô tư như tặng quà Giáng sinh cho trẻ em nghèo, tài trợ tiền tỷ cho đội bóng Hải Phòng, và nhất là số tiền nộp thuế đến gần 30 tỷ đồng trên một năm của casino. Sau hơn 18 năm hoạt động, từ năm 1995 đến 2012, thì casino Đồ Sơn bị lỗ lũy kế hơn 169 tỷ đồng. Nguyên nhân thua lỗ được chỉ ra là do thay đổi trong chính sách cho phép khách lữ hành Trung Quốc và Việt Nam, cũng như việc phải cạnh tranh với các sòng bạc khác. Nguyên nhân thì được chỉ ra rằng từ năm 2005, Trung Quốc hạn chế khách lữ hành Trung Quốc đến Việt Nam. Rồi cho đến năm 2008 thì cũng theo báo cáo của Thành ủy Hải Phòng là do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, đồng thời cũng không tổ chức được chuyến bay nào từ Macau đến Hải Phòng nên doanh thu bị thất thu hơn 59% so với những năm trước. Nhưng một trong những nguyên nhân quan trọng khác khiến trong giai đoạn 2008 đến 2012 doanh thu và lợi nhuận của casino Đồ Sơn liên tục sụt giảm là phải cạnh tranh gay gắt với nhiều sòng bạc ở khu vực phía Bắc như ở Hoàng Gia, Lợi Lai, Quảng Ninh và các casino khác ở Lào Cai, Bắc Ninh, Hà Nội. Cùng với số lượng casino hiện tại thì hiện có khá nhiều nhà đầu tư lớn đã bày tỏ mối quan tâm tới việc phát triển các casino mua lớn ở Vân Đồn, Phú Quốc, thậm chí là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta trở lại thực trạng thua lỗ kéo dài của các casino Đồ Sơn và những nhận định về nguyên nhân của các cơ quan chức năng Hải Phòng. Có thể thấy đang có cảnh báo về tình trạng quá nhiều sòng bài được mở ra trong thời gian gần đây ở Việt Nam.
và Virginia Food, đại diện phòng thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng Việt Nam nên cân nhắc và quyết định mở bao nhiêu casino, bởi mở quá nhiều sẽ gây ra tình trạng thừa cung. Hơn thế, việc Việt Nam vẫn giữ quan điểm không cho người Việt Nam vào chơi trong casino và sự phụ thuộc khá lớn vào khách du lịch từ Trung Quốc sẽ tiếp tục là vấn đề lớn nếu như có thêm các casino được cấp phép.